chuyện là thế này, người yêu và em quen nhau hơn một năm, người yêu em có cô bạn thân cùng tuổi, cô ấy lúc nào cũng lẻo đẻo sau người yêu em, ốm bệnh cũng nhắn tin người yêu em, buồn cũng nhắn tin người yêu em. Người yêu em phải qua nhà cô ấy dắt đi ăn đi chơi ăn ủi, bọn em đi chơi ăn ý cũng dắt cô ấy theo, đồ ăn em nấu cho anh ăn thì anh đưa cho cô ấy ăn. Em chịu không nổi nữa nên đành nói chia tay. Đây là tâm sự của một cô gái trẻ về bạn gái thân của người yêu mình. Không phải ngẫu nhiên mà những em gái mưa, bạn gái thân trở thành cái gai trong mắt người yêu của các chàng trai. Ảnh minh họa. Những tin nhắn đính kèm càng khiến người ta bức xúc. Anh chàng này thậm chí còn bảo vệ bản thân đến cùng, không thèm quan tâm đến cảm nhận của cô gái. Bạn thân mà chụp hình ôm ấp hôn má, hay anh đợi nó với anh có gì với nhau thì anh mới chịu nhận, cô gái trách móc. Em đi nga, có là có gì, em còn nói xúc phạm tới Linh nữa đừng trách anh. Sau đó, anh chàng còn bắt người yêu tự đi xe buýt gì bận đón cô bạn thân. Linh nói anh mai qua chở nó đi làm, em chịu khó đi buýt nhé, mai không ai chở nó tội nghiệp. Thôi không dám làm phiền anh và bạn thân anh. Em nghĩ mình nên dừng lại. Nếu em muốn, ông Linh nó cản anh yêu em lâu rồi mà anh không nghe. Thì ra em cũng như bao người khác, muốn chia rẽ tình cảm thân thiết của anh với nó. Đoạn tin nhắn khiến nhiều người bức xúc. Đọc xong, ai cũng tức hộ cho cô gái gì chẳng rõ cô bạn tên Linh kia là bạn thân hay người yêu anh chàng đó nữa. Cô gái chia tay sớm là quyết định sáng suốt rồi, tiếp tục yêu đương chẳng rõ sẽ còn uất ức bao lâu nữa. Còn chàng trai này, nếu tiếp tục quá thân thiết và coi trọng bản thân quá mức như vậy thì chắc có lẽ chẳng ai dám đến bên và dành tình yêu cho anh ta.